trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook nè, Instagram nè, rồi TikTok nè. Thì cái gì đến thì cũng phải đến anh em. Ra đối tượng có biệt danh Thánh Giường Nằm đang cư ngụ tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Rồi mình đây, Xuân Dùi đây. Hôm nay mình đổi gió quay vlog sáng sớm cho anh em xem ha. Thì nay mình đang trên đường đi làm luôn. Thì hiện tại tình hình xe cổ anh em, xe độ, xe đua kiểu nó rất căng rồi anh em ơi. Thật sự là rất căng nè. Anh em có nhớ cái khoảng thời gian mà trước dịch không? 2020 á. Thời điểm đó anh em có những cái gọi là tour lẩu cá đuối á. Rồi tour đi xe giường nằm ha, nằm trên xe nè đó chạy. Tuy nhiên bây giờ cái đó nó rất căng rồi anh em. Thì vì sao mà nói lại như vậy? Thì bây giờ nếu mà anh em sử dụng những cái hành vi như là nằm trên xe nè, rồi lái xe mà kiểu mà nó nguy hiểm á, thì chắc chắn là anh em làm thì vẫn được thôi. Tuy nhiên là sau đó anh em sẽ được gọi lên phường ha, gọi lên công an huyện nè, đó, ngồi làm biên bản, tờ trình. Cho dù anh em ở đâu đi nữa thì người ta vẫn tìm được tới tận nơi cư trú, tận nơi mà anh em đang ở luôn. Cái đó là một cái điều mà anh em hơi ngạc nhiên đúng không? Hồi xưa làm gì có, nhưng bây giờ có. Thì vì sao mình nói như vậy thì ok, đây là video nè. Cái gì vậy anh ơi? Rồi, mày xong rồi. Thì anh em cũng thấy là bạn này đi winner đúng không? Trời ơi, biểu diễn quá đẹp luôn. Nào là lấy hai tay, không phải lấy hai tay mà là lấy hai chân để lái xe ha. Một cái trường hợp này nó rất nguy hiểm anh em. Thì khi mà bạn này làm xong rồi, nếu mà cái video này bạn đó không phải tán lên Facebook, không phải tán lên TikTok á, thì mọi chuyện nó rất là easy, mọi chuyện nó rất là nhẹ nhàng, nó không có gì cả, tại vì bạn đó quay để lưu trữ kỷ niệm. Tuy nhiên là tuổi trẻ mà anh em, tuổi trẻ là mình phải thể hiện chứ đúng không? Sao mà làm xong những cái video đó mà chúng ta cất được? Đó, thế là bạn này đăng lên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook nè, Instagram nè, rồi TikTok nè. Đó, thì cái gì đến thì cũng phải đến thôi anh em. Thì được rất là nhiều anh em like, ủng hộ, rồi bạn này thích. Nhưng mà cái kết sau đó nó rất là oan nghiệt anh em. Thì lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện, rồi sau đó là gửi giấy tờ trình đến tận nơi bạn này đang ở, gửi về tận nơi luôn và mời về công an thành phố Vũng Tàu để làm việc nha anh em. Đó, không phải là cái chuyện mà anh em làm xong rồi anh em yên lặng đâu, bây giờ nó rất là căng thẳng rồi anh em. Thì đây mình có trích xuất được một đoạn video của truyền hình thành phố Vũng Tàu để mình đăng lên cho anh em xem ha. Thì cái video này là video nguồn, video gốc từ truyền thanh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thông qua mạng xã hội, công an thành phố Vũng Tàu ghi nhận nhiều vi phạm liên quan đến hành vi đua xe trái phép, cái gì vậy anh ơi, lạng lách đánh võng trên địa bàn. Trong clip được đăng tải ngày 16 tháng 5, một số thanh niên không chỉ phóng nhanh mà còn thực hiện một số động tác nguy hiểm, bị nghiêm cấm như bắt đầu xe, nằm sấp điều khiển xe, nằm ngửa điều khiển xe. Các clip này do chính thành viên trong nhóm quay rồi đưa lên các trang mạng, không để lộ biển số phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an vẫn tìm ra manh mối. Thanh niên này ngụ tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, là một trong những thanh niên thực hiện hành vi nằm điều khiển xe trong clip ngày 16 tháng 5. Trước đó, vào 20 giờ cùng ngày,
thanh niên này nhận được thông tin có tour lẩu cá đuối từ Long Thành, tỉnh Đồng Nai xuống thành phố Vũng Tàu, nên ra chờ sẵn trên quốc lộ 51 để ghép đoàn. Trong nhóm có thằng nào nằm sao? Không, chỉ có nút gió. Chỉ có nút gió thôi hả? Nút gió không chưa chịu nằm nữa hả? Nút là chưa chưa nằm hả? Giờ nằm là sao, là phải gõ hai chân lên trên mới gọi là nằm hả? Còn thanh niên này ngụ tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, cũng là một trong những thanh niên thực hiện hành vi bốc đầu xe trong clip ngày 16 tháng 5. Quá trình di chuyển trên tốc quốc lộ 51. 100 km/h. Đi xuống khu vực nào của thành phố Vũng Tàu? Đi tới các ba khu du lịch Chí Linh. Giờ đi xe đèn đỏ có dàn hàng ngang. Dừng đi xe đèn đỏ. Rồi dàn hàng ngang ra luôn. Dạ. Dàn hàng ngang ra để làm gì? Để chuẩn bị rủ ga chạy. Trên cái đoạn đường đó thì thực hiện những hành vi gì? Có bốc đầu. Lần theo manh mối từ fanpage tour liên tỉnh, lực lượng chức năng đã tìm được danh tính và mời làm việc thanh niên có biệt danh Thánh Giường Nằm, người đã thực hiện 4 lần các hành vi nằm điều khiển xe, trong đó có 3 lần nằm ngửa, 1 lần nằm sấp khi điều khiển xe ở tốc độ khoảng 150 km/h trên đường 3 tháng 2, thành phố Vũng Tàu. Trong cái đoạn đó thì bằng mắt thường em quan sát là bao nhiêu chiếc? Khoảng 10 đến 15 chiếc. Và những cái xe đó là những xe như thế nào? Xe thay đổi kết cấu. Thay đổi kết cấu là một cái gì? Tức là để tăng công suất, tăng tốc độ hay là như thế nào? Tốc độ. Để tìm được đối tượng này, công an thành phố Vũng Tàu đã liên lạc với công an Bình Dương để tìm chủ nhân của phương tiện trong clip. Tuy nhiên người này đã bán xe. Tìm đến người được ủy thác bán xe, lực lượng chức năng mới tìm ra đối tượng có biệt danh Thánh Giường Nằm đang cư ngụ tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Công an thành phố Vũng Tàu cho biết sẽ liên tục thực hiện các chuyên đề phòng chống đua xe trái phép. Bên cạnh đó, cắt cử cán bộ theo dõi tình hình các nhóm đua xe trên không gian mạng để có biện pháp xử lý nghiêm nhằm tạo sức răn đe làm gương trong cộng đồng. Vừa rồi anh em cũng xem được cái đoạn video mình lấy từ đài truyền thanh thành phố Vũng Tàu về, anh em thấy không? Rất rất căng nha anh em. Tình hình bây giờ nó không phải giống như cái những cái thời điểm mà nó trước đây. Thời điểm trước đây thì những cái trường hợp như thế này thì để bắt được anh em nó rất rất khó ha. Tuy nhiên bây giờ có những cái định danh điện tử á, rồi gắn cái biển số xe liên quan. Nhiều anh em cứ nghĩ là bây giờ mua xe cũ đúng không, rồi nó đâu còn có liên quan gì nữa đâu, rồi làm sao mà tìm được. Thì đó, anh em cũng biết rồi đó, cái xe ở của bạn này đã qua nhiều đời chủ, tuy nhiên là vẫn tìm được tận nơi luôn, tìm được chính chủ luôn. Đấy, đó, cái đó là cái hay của nghiệp vụ cảnh sát á. Đấy, thì mình thấy bây giờ, ví dụ giả sử giống như anh em có đi tour chẳng hạn đúng không, thì nếu mà anh em có làm những cái để lưu giữ kỷ niệm á, thì mình nghĩ anh em đừng có nên đăng Facebook, đừng có nên đăng bất cứ một cái nền tảng nào nha. Tại vì anh em cũng biết sẽ có giấy tờ triệu tập về tới tận nơi của anh em luôn. Đó chính là cái lý do vì sao mình nói bây giờ cái tình hình xe độ nó rất là căng rồi, nó không phải là giống như hồi xưa nữa. Ngay cả những anh như là anh Thiện Red nè, rồi tất cả các anh cũng nói là bây giờ đi tour nó không phải là giống như là những cái năm trước đây. Ví dụ giả sử ví dụ những năm trước đây anh em đi tour, anh em có bây giờ anh em sợ bị bắn tốc độ đâu. Bình thường buổi tối là mấy chú mấy bác nghỉ hết rồi. Đấy, chứ không phải là ra đường bắn tốc độ như bây giờ đâu. Tuy nhiên bây giờ bắn xuyên ngày xuyên đêm luôn em. Cứ chỗ nào có là bắn à. Đấy, nhất là cái quốc lộ 20 đường đi lên Đà Lạt, với lại quốc lộ 1A đường mà đi anh em đi Vũng Tàu rồi đi Bình Thuận á. Đấy, những cái khúc đó bắn tốc độ rất là án à. Đường mà bắn anh em cứ nghĩ đi. Hôm bữa mình đã bị bắn tốc độ một lần mà mình xin được, cho nên là mình không đóng phạt ha. Tại vì ở nhà mình cũng đang có việc cho nên là mình xin được. Lúc đó là mình đi đường về quốc lộ 20, về Tân Phú, Đồng Nai qua Định Quán một tí xíu á. Thì mình chạy bị bắn tốc độ anh em. Mà lúc đó là anh em thử nghĩ đi, 1 giờ đêm, 1 giờ đêm mà còn bị bắn tốc độ ha. Đúng không? Mình chạy 80 trên 50. 80 trên 50 ha. Nếu mà tính ra phạt thì nó cũng tầm mấy củ á. Rất, rất chua ha. Đó, thì mình xin được, tại vì nhà mình đang có việc cho nên mình xin được. Đấy. Có nghĩa là bây giờ những anh em nào mà chạy quá tốc độ không? Anh em cứ đi đi, anh em cứ đi tour thoải mái.
Đó, mấy hôm sau tự cái có giấy bắn tốc độ gửi về tới tận nhà cho anh em luôn. Đó, vậy nó mới hay ha. Đó, vậy là cái hay mà mình thấy bây giờ nó rất là lạ ở một chỗ là anh em làm gì làm đúng không? Anh em chạy quá tốc độ nè, anh em lấn lên nè. Đó, về sau có giấy phạt nguội gửi về nhà. Đấy, mình nghĩ về sau này là cái trường hợp mà anh em đi tour mà anh em đi đúng tốc độ là rất là khả năng cao. Anh em cho dù anh em đi ban đêm thì anh em vẫn phải đi đúng tốc độ. Cái đường quốc lộ 20 mà đường tối om mà 1 giờ đêm không có một bóng người mà anh em chạy 50 thì anh em nghĩ coi ổn không? Sao mà ổn được? Đi Đà Lạt mà đi với 50, 60 đến bao giờ mới tới Đà Lạt đó. Nên là về trường hợp ví dụ sau này mà anh em có lấy xe máy anh em đi tour thì chắc kèo thì cũng khó, mà kèo thì ít rồi. Thì qua cái đoạn vlog ngày hôm nay mình cũng muốn nhắn nhủ với anh em về cái tình trạng hiện tại ha. Mình nghĩ rằng là nhiều anh em đang xem vlog của mình thì cũng có xe độ mà cũng có xe zin á. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng anh em sẽ cân đối hài hòa trong cái quá trình sử dụng xe của mình để làm sao mà hạn chế móc tiền ha. Tại mình nghĩ là bây giờ cái thời buổi kinh tế khó khăn mà còn phải đi đóng phạt nữa thì nó hơi khoai thôi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều vì anh em đã theo dõi đoạn vlog của mình ngày hôm nay và hy vọng rằng là anh em sẽ tiếp tục theo dõi, đồng hành và đăng và bấm chuông đăng ký để ủng hộ mình trong khoảng thời gian sắp tới nha. Nhớ bấm like và cho mình một subscribe nha. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong đoạn vlog tiếp theo nha. Bye bye.